Xin chào cả nhà, đã đến với kênh của Một Cần Giờ. Hôm nay mình đi kéo 12 con ngục giữa sông sâu cả nhà. Nhưng hôm nay không biết kết quả ra sao đây. Hôm qua mình thả tuốt ở trên đó đó cả nhà, ngang với bè. Sáng ngày nước chảy quá, nó đùa xuống đây nè. Không biết hôm nay nó có bị xuất chỉnh hay không. Thì trong quá trình kéo nò, kéo 12 con ngục á, thì có được những con gì, tôm, cua hay cá gì đó, Một sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem. Cả nhà cùng đồng hành với Một nha. Sáng nó cài quá trời, biết có chỉnh không đây, cầu mong đừng có xúc chỉnh là được rồi. Xúc chỉnh là kéo không nổi cả nhà ơi. Cầu mong giá sao được vậy, đừng xúc chỉnh là được rồi. Hôm nay mà xuất chỉnh về chắc bỏ ăn luôn đó. Bỏ thả 12 cái ngục rồi cả nhà, cũng nguy hiểm lắm. Nước mình canh không nổi, mình thấy hôm qua nước nhỏ xíu à. Hôm nay mình thả rồi, nước chảy quá trời. Cũng đúng rồi. Được 2 con cúm nữa cả nhà. Nhưng mình thấy có chỉnh rồi đó. Quá trời chỉnh rồi. Chắc cứu là mình sẽ nghĩ là sẽ có chỉnh đè rồi. Tại vì cái đầu tiên cái ngay neo mà đã có chỉnh rồi. Nó dọc cục lại cả nhà. Trong quá trình hồi nãy rồi nó trôi đi cả nhà, dọc ra vậy nè, chết rồi. Nó đang đi nè cả nhà. Đừng có ruộng lại, nó ruộng lại là chết. Rồi.
Ủa, con cá ngát. Con ngát quá bự luôn cả nhà ơi. Rồi cá ngát. Hết biết cá ngát luôn. Rồi. Hơn. Con ngát to. Ngát to chà bá luôn cả nhà. Trời ơi sao. Cá ngát quá to. Chào bá cá ngát luôn cả nhà. Một bún nước vô cho nó sống. Rồi cá ngát. Quên nãy giờ giới thiệu với cả nhà nữa. Một đi hôm nay có bé Nhi theo chơi nữa nha cả nhà. Ha, xin chào cả nhà. Hôm nay nó thấy mình thả thấy bị 12 cửa ngục quá cả nhà. Bị nó ruộng nè, rồi nó xin theo có gì nó phụ. Nhưng mà nó còn nhỏ quá mình không có cho nó làm phụ. Mình cho nó ngồi nó theo chơi thôi. Quá trời xam luôn. Mình được một con cá ngát bự rồi đó nha. Cũng hên lắm rồi đó. Thấy con sam này nè, mình sẽ lấy lại mình để thả lòng ốc. Sam nào trứng thì mình sẽ bán, còn sam nào mà không có trứng á mình sẽ để lại mình thả lòng ốc. Cái này à? Cá này cũng bự nè. Ôi ơi, ôi. Đây con nữa nè. Chưa hai cái hai con. Cái bên luôn, quá luôn. Cái này cũng mạnh lắm nha. Cá này hình như cái đuôi nó có gai không cha? Đầu luôn. Đầu nó gai dữ lắm. Nhìn cũng béo. Dễ ghê không? Đầu nó gai béo. Rồi. Ôi. Con xích đẳng đây cho thải vô cái thùng cá ngát cho dòng sống đó. Để nó cá chai là cái nhà. Trong đây còn thêm một con nữa. Phải ha. Nãy giờ được mấy cái ngon ha. Dạ, được 3 con cá. Đây nè, con cá này bự hơn này nha. Dạ. Phải chi cái nào cũng có cá bự cũng đỡ. À. Đổ vô đây cho cả nhà xem cá này bự. Đó, đã. Chai ngon lắm nha cả nhà. Đó.
Hay được cúm này chắc lắm cả nhà. Nãy giờ cũng la dây. Bọn luôn. Chưa thấy con tích hệ nào hết á. Trôi ra cái nào nha. Mười hai cái cục cái nha. Nó lên. Nó sẹo sẹo quá. Chứ nẹo quá. Mình thả mình không biết. Hôm qua thấy nước nhỏ tự nhiên bất ngờ bữa nay nước nó lớn trở lại. Ra cài neo cái trôi trôi mà hơn nó giòn giòn lại không anh. Có gì chà. Ừ. Mà bữa nay lịch cũ quá trời luôn. Này hơn. Ăn chút chỉnh là hơn. Bữa nay xong. Chút chỉnh kéo không nổi. Chỉnh vô hả đầy nhóc luôn á. Cái gì? Ôi, cái ngát. Cái ngát đĩa. Trọng trọng quay đi lại lộn đi đâm yeah.
rồi. Quá chắc cả nhà. Được cúm mà như vậy không là tiền không nha. Là bán có tiền cho lắm á. Cúm chắc đúng không? Cúm. Cúm. Được cúm vậy không là tiền không á. Cái cuối cùng cái nè, tới sau rồi, kéo thì nó cạn rất lớn luôn cái nè. Châu cái cuối cùng rồi, bây giờ xong rồi cả nhà, mình sẽ chạy về tí mẹ, mình sẽ lựa đồ ghi hình lên cho cả nhà xem nha. Dạ, bây giờ hai cha con mình về tới bè cả nhà. Dạ, được như đây đồ nè, với lại bên đây mới cá bự đây ngay cả nhà đó, cái ngát cá trai. Bây giờ mình sẽ lựa xong rồi được bao nhiêu đồ mình sẽ ghi hình lên cho cả nhà xem nha. Đây mình đang đổ đồ ra mình lựa nè. Mới có bự đây đang lựa cúm luôn. Cúm bự. Đây, vợ của mình đang lựa cả nhà. Anh con lịch cũ anh bóc bỏ vô trong thùng để nó đi. Mấy con nha. Trong quá trình lựa xong xuôi đi rồi mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Một con. Thế bây giờ mình lựa đồ xong rồi cả nhà. Đây được hai cá ngát. Hai cá mớt trong đây nè. Cá ngát bự nè cả nhà. Cái được gì đây cúm à. Đi mấy cúm à. Đây. Hai cá trai với con cá đuối quá bự luôn. Cá trai này bự lắm nha. Cá trai này chiều nên tư về gửi gì cho bà ngoại. Bà ngoại. Con cá đuối bự à. Đây. Ghẻ này chắc không à? Ghẻ. Ghẻ tụt tích. Đây được mấy lịch cũ nữa nè. Mà đã được mớ tôm hải sản không? Toàn hải sản không à. Cũng ngon lắm. Ngon rồi. Thì cũng được rồi. Không cũng được bội thu ha. Không có tôm tích bự thôi. Không có tôm bự. Giờ bây giờ mình đã đưa lầu xong rồi cả nhà. Cho mình kết thúc video nha cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo. Nhớ xem cho mình một like và một đăng ký. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hải sản quá trời hải sản luôn.